xin chào khán giả của đài SET 57.11. Ngày hôm nay Kim Trang và cùng các bạn ở đây tản mạn về đề tài chuyện thường ngày. Cuộc sống của chúng ta rất là như cái đồng hồ lắc qua lắc lại theo nhịp điệu từng mỗi phút và mỗi giây. Mỗi ngày chúng ta làm gì và khi làm việc chúng ta nghĩ ra sao? Vâng, với các bạn của Kim Trang ngồi đây sẽ mang lại cho khán giả của đài những giây phút thoải mái, những tâm tư của mỗi người làm việc trong mỗi ngày như thế nào. Trước khi tản mạn vấn đề Kim Trang, xin kính chúc mọi người một ngày làm việc thật vui vẻ, một buổi tối đêm này sẽ có được một giấc ngủ thật là ngon. Vậy thì An chào khán giả. Vâng, tôi là Luận Nguyễn, xin chào đến tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình của Kim Trang Show và trên băng tần SET. Rất hân hạnh được nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Anh John Dương. Anh John Dương xin kính chào các khán giả của đài SET. And Ashley. Thank you Kim Trang. Ashley xin gửi lời chào thân thương đến khán giả đang xem chương trình Kim Trang Show trên SET 57.11. Ashley xin kính chúc quý vị một buổi tối hoặc là một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay với đề tài chuyện thường ngày, chúng ta mỗi ngày đều có một khoảng khắc riêng. Có đôi lúc mình nghĩ rằng là hôm nay sẽ giống như ngày mai, nhưng mà Kim Trang nghĩ nó chỉ về giờ giấc, về đi làm hoặc là về buổi sáng làm gì đó. Nhưng mà chắc chắn Kim Trang tin rằng tâm trạng của chúng ta mỗi ngày mỗi khác, phải không anh? Đúng. Vậy thì anh lận cho mọi người biết được rằng mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh thích nhất làm điều gì? Điều đầu tiên mà lý tưởng nhất là được đón nhận một nụ hôn của vợ mình, người nhà mình. Đừng mang hàng xóm. Rất là nice. Đừng mang hàng xóm. Cái câu này có tập mấy lần rồi, thành ra mà vẫn còn bị hơi bấp bấp. Cái đó là lý tưởng thôi. Đó là nhắc mỗi ngày. Nhắc mỗi ngày. Người ta nói nếu mà quý Kim Trang cũng nói rằng là người đàn ông mà có lương cao á hơn tất cả những người khác là tại vì mỗi lần đi làm về là mỗi trước khi đi làm là đều hôn vợ. Cái đó Kim Trang đọc trên internet, Trang không biết rằng có thật hay không. Người ta nói nếu mà người đàn ông mà trước khi đi làm mà biết ôm hôn vợ, người đó bao giờ cũng thành công hơn những người đàn ông không có vợ để hôn. Nhưng mà nếu mà phải hôn thật sự, kiss một cái and I love you honey. Mà thường thường trên đó hay đi làm chế, ôm hôn vợ là hay đi làm chế. Chỉ cần 3 second thôi, like 1 second, like a kiss on the lips and then I love you honey, have a great day. Đó là cái hay quá, sweet, hay quá. Vậy thì sau nụ hôn đấy thì khi mà đi làm việc, anh cho anh nghĩ rằng là công việc có làm bạn mệt mỏi không? John thì John là làm independent, làm riêng, làm self-employed thì nếu mà John đi làm thì John thích là John làm việc thì John cũng đóng cửa lại, John thích yên lặng để làm, John block cái time để làm việc. Còn cái gì mình làm John khó chịu hay và có thể là thợ nó cằn nhằn nhau hay là khách nó cằn nhằn thì mình thấy nó khó chịu, nhưng mà ngoài ra thì Trang cũng rất là thích đi làm, rất là mình mê cái công việc. That's mê good. Cái công việc. Yes. Vậy thì Ashley ơi, khi mà bạn có những cái công việc của mình làm mỗi ngày, có đôi lúc bạn có muốn người phối mẫu của mình hoặc là người yêu hoặc là một người chồng của mình là làm chung việc với mình không? Ashley definitely là không muốn. Anh đồng ý. Là đưa ngón tay ra. Cái đó là space đúng rồi. Cái đó là obviously tại vì nếu mà mình là vợ chồng thì mình đã gặp nhau everyday hàng ngày rồi. Nên chỗ làm mình không cần gặp nhau nữa. Kim Trang gặp nhau là về nhà là chắc chửi nhau đó. Hai người gọi là hai ý kiến ở phương trời xa biệt. Đôi khi nó có những người vợ chồng họ hợp tác với nhau được, như là ông tỷ phú Amazon Jeff Bezos. Nhưng mà cuối cùng họ cũng lý dị. Không biết phải chắc là tại là lúc đầu là she có tới làm một thời gian and then she quit, she không có vô làm. Yeah, thì tùy cá tánh mỗi người. Chính vì cái không làm nữa thành ra mới xảy ra cái tình trạng gọi là có người ở bên ngoài. Đó cũng là một lý do suy nghĩ. Nói chung là mình không có lo về vấn đề. Kim Trang nghĩ nếu mà hai vợ chồng thương nhau, có làm chung hay có làm riêng nó cũng là như thế. Bởi vì có làm riêng về nhà cãi nhau cũng thế thôi.
nó ít hơn thôi. Về nhà mình lại mang cái công việc mình về mình bàn thảo hay sao? Thì nó lại còn cực, thì thành ra cứ tùy. Nếu mà một giờ nào mình được làm với nhau thì mình cứ hưởng, rồi cái chuyện gì nó xảy ra để chúng ta tính sau, đúng không? Quan trọng nhất là cái sự dung hòa. Vậy thì trạng thái của bạn muốn gì nhất khi làm việc nhỉ? Trạng thái hả? Trong khi mình làm việc á hả? Trong khi làm việc thì đối với anh á, là lúc nào anh cũng mình phải mỉm cười á, nhẹ nhàng với chính mình, á, yêu đời. Cũng đồng ý với rất là anh John là khi mình làm self-employed đó, mình làm chủ hay là mình làm cho chính mình á, mà mình có mướn nhân viên á, thì cái điều đó nó cũng rất là phức tạp. Đôi khi chính anh Lộn mà khi thấy nhìn nhân viên làm á, là anh Lộn cũng phát điên, tại vì mình cái gì mình cũng muốn làm hết. Nhưng mà nếu mình làm như vậy mình rất là cực khổ, mình phải tin người khác, người ta làm. Thật ra cái trạng thái quan trọng nhất là lúc nào mình cũng phải vui vẻ, mà mình cố gắng, mình lúc nào mình cũng phải tập cái miệng mình cười. Mỉm cười đây đó. Thật ra lúc nào thấy anh cười là vậy, giữ cái positive nhiều quá đó, nó bị nhăn. Đúng, người ta sợ như vậy, nhưng mà anh nghĩ là về lúc mình tới tuổi nào đó thì cái khuôn mặt mình nó sẽ có nét nhăn, nhưng mà nét nhăn đó là nét nhăn của hạnh phúc, tại mình cười mà. Đúng rồi, còn hơn nét nhăn của sự cao có. Đúng rồi chứ sao gì cũng bị nhăn. Đúng rồi, vậy thì anh John ơi, cuộc sống làm việc đóng cửa vậy rồi, khi anh về nhà thì anh thích nhớ làm cửa, gì nhớ. Nhất câu chính là đóng cửa. Khi ở nhà đừng có nói vô nhà đóng cửa. Anh thích làm gì nhất lúc đóng cửa? Khi nhớ đi ở nhà, lúc mà anh về nhà mà anh thấy vợ anh thì anh phải kiss một cái rồi tính sau. Tức là một người kiss buổi sáng, người thích cưới buổi tối, hai người khác nhau. Cái đó là khi anh về nhà anh kiss, nhưng mà lúc mà anh về nhà anh muốn làm cái gì? Ok, thì là John á, bây giờ hiện tại bây giờ thì John về nhà John thích là nap. Chắc nửa tiếng là cho cái đầu óc nó peaceful, nó relax, rồi xong mình có thể mình làm một chút công việc giống như là phụ vợ nấu cơm hay là cho con ăn. Wow, người chồng gương mẫu quá. Rồi quá gương mẫu. Có thể mình sau đó mình có thể mình dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi ngủ cho ngày mai. Như vậy là cái mình có cái routine, cái quen mỗi ngày. Mà nếu mà mình có cái routine tốt giúp mình thành công. Anh John, quý vị thấy nói chuyện rất là dễ thương và rất là thật tình. Có nhiều đàn ông làm việc cho vợ giấu, sợ mất mặt đúng không? Hoặc là làm này làm kia, anh John rất là thật tế. Về nhà ngủ một giấc dậy, phụ vợ nấu cơm rồi cho con ăn thì đó là cái mà người đàn ông ở bên xứ Mỹ này, đó là một cái đức tính người ta gọi là rất là tuyệt vời. Không có gia trưởng, không có về là chỉ có sai kiến chồng chú vợ tôi, tại vì ai cũng mệt như nhau cả. Cái đó cũng nhờ vợ train. Mình phải trend như vậy, người ta mới có cái nề nếp nó. Trang không biết là beginning Trang có trend không, mà beginning Trang không biết có trend không, mà beginning anh đã là như thế rồi. Thật ra tự nhiên Trang nó là như thế chứ Trang không có trend cả. Anh xin chia sẻ luôn là anh với Trang quen biết cũng là hơn 20 mấy năm ha, lúc mình còn là sinh viên ha. Ai cũng đẹp trai hết đúng không? Đúng rồi, giờ vẫn đẹp trai, đẹp lão. Thứ nhất á, là anh John á, tính tình anh rất là thật thà, những gì anh nói rất là đúng với tấm lòng của anh. Nhưng mà có một điều hay bây giờ là anh nói tiếng Việt rất là khá. Hồi xưa là anh theo anh John để anh học tiếng Anh, lúc anh mới qua. Còn ngược lại anh John theo anh để học tiếng Việt. Bây giờ coi như học thêm tiếng Việt luôn. Mà bây giờ công nhận là anh John rất là giỏi. Nếu mà học nhau về vợ. Đấy, tại vì anh John lấy vợ biết tiếng Việt nhiều, thật ra phải nói tiếng Việt nhiều. Vâng, quý vị thân mến, Kim Trang và tất cả các bạn sẽ trở lại với quý vị sau các nhà bảo trợ. Cảm ơn mọi người đang theo dõi. Trang chào khán giả của đài SST 57.11 và tiếp tục với đề tài chuyện thường ngày. Trong cuộc sống của chúng ta, chuyện thường ngày thì không bao giờ kể hết được. Thành ra hôm nay Kim Trang tiếp tục thảo luận và tản mạn công việc của chúng ta như thế nào. Vậy thì anh Luận ơi, anh cho mọi người biết rằng là khi chúng ta đi làm việc rồi, công việc đã vất vả rồi, thì cái
con cái ở nhà nó có ảnh hưởng đến công việc của mình không? Kim Trang hỏi câu hỏi này làm anh nhớ tới hai giai đoạn trong cuộc đời anh, là lúc mà anh tương đối còn trẻ đó, bây giờ mình vẫn trẻ nhưng mà lúc mà các em con cháu mình trẻ đó thì là anh lo lắm. Anh đi làm anh lo lắm, người ta thấy tóc bạc của anh như vậy đó. Mình không biết ở nhà mấy cháu ra sao thì mình cứ lo. Nhưng mà bây giờ tới lúc bây giờ thời đại bây giờ telephone thì mình là người đi kiếm mấy cháu nó có phone rồi, thành ra mình lại bớt lo. Thành ra để trả lời câu hỏi thì nó có hai giai đoạn. Đó là chưa tới giai đoạn thứ ba là vợ ở nhà có nhờ sai bảo gì hay không, có mua sống gì không. Đó là cái lo thứ ba. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì cha chị hỏi cái cha chị hỏi về vấn đề con cái thôi. Thành ra bớt nói một chút thôi, không được lo luôn. Chẳng bóp làm gì đâu, tại vì khi mình đi làm việc đang làm vợ dặn. Mà bây giờ cũng hay lắm ha, có phone rồi, rất là dễ. Hồi xưa chẳng nhớ đi làm việc á, mỗi lần mình làm việc mình phải mượn cái phone của ông chủ hay bà chủ ấy chạy ra rất là khó chịu. Hồi xưa nhớ không, hồi xưa mình có cái pager, Không mà thấy thời buổi này hay nè. À, nhờ anh mua mấy chai nước mắm, anh nói là chụp cái brand đi chứ không anh mua đúng sai cũng không được. Đúng rồi. Thành ra là nhờ cái phone nhờ rất là cái nhiều, phone rất nhờ là cái nhiều. Phone mà mình hạnh phúc. Vậy thì bạn có nghĩ rằng là nếu là chủ, bạn có mệt với nhân viên không? John thì là đang chạy một cái business nhỏ, thì nhân viên thì có lúc nó cũng làm mình rất là mệt tâm. Tại vì có thể cái lúc mà đây không có rất là lo với nhau, có thể đây có thể cãi hay là get, lên tiếng một chút rồi mình cũng phải làm được, phải resolve cái mình phải vô mà mình resolve cái problem của thợ thì cũng làm cho mình rất là căng thẳng, nhưng mà mình phải deal với cái đó, tại vì cái thương mại của mình cần người làm cho mình mà người tốt làm cho mình, và mình cũng phải phải giữ phải ba hồi giữ xong train người ta train lại mỗi người làm chủ cũng rất là cực dễ. Cũng là có challenging nhưng mà cũng có cái reward là lúc mà đây làm được tốt thì mình được cho a little bonus. Bonus và mình cũng được tự do. Vậy thì Adley cho mọi người biết rằng là khi ta làm việc như thế rồi, những cái lúc mà rảnh rơi, bạn có thích đi du lịch không? Thì dĩ nhiên chứ, mình có rảnh thời gian nào là mình rất thích đi du lịch đó Kim Trang. Coi như là thích đi, thích đi chỗ này chỗ kia thì để cho thoải mái cái đầu óc. Tại vì 5 ngày, mình làm hết 5 ngày rồi. Weekend thì mình cũng có dành một chút thời giờ cho gia đình, nhưng mà mình cũng muốn đi travel vòng khi mà mình có thời gian chứ. Travel là mình là cởi mở, mình mở mang ra. Chưa kể cuối tuần còn nữa. Thì hồi nãy Ashley có nói đó, cuối tuần cũng có giải trí chút xíu nhưng mà cũng dành cho gia đình nữa. Đó là cái mà gọi là khi chúng ta làm việc mỗi ngày, hàng ngày chúng ta muốn gì và nghĩ gì. Và hàng ngày khi chúng ta đi về cũng vậy, anh cứ nghĩ đi, khi mà bạn về đến nhà rồi, con cái anh muốn nhất là ở điều gì? Cái này rất là hay. Tức là khi mình về đó thì lúc mà các cháu còn nhỏ đó thì nó chạy ra ôm hôn mình. Nó cảm giác rất là sung sướng khi mà mình có cả gia đình đón chào mình. Cái lúc mà nó lớn rồi thì nó bận những phone bấm. Thì có một cái hôm anh mở cửa thì không thấy ai ra chào hết, thấy con chó nhà nó chạy ra nó ôm anh. Bởi vì người ta nói là chó là trung thành nhất đó. Thì cái câu đó rất là đúng. Nhưng mà thật sự thì cái cuộc sống của anh thì anh rất là sung sướng, về là vợ con đều là vui vẻ đón chào. Cái đó là hạnh phúc nhất trong đời. Vậy là rất là tốt cho một người có một cuộc sống mỗi ngày sáng có vợ hôn rồi chiều có con chó chạy ra. Nhưng mà sau này anh không hôm đó tại vì anh giữ con chó dùng người ta thôi. Sau này anh không giữ nữa. Không ai chạy đến để cho người chạy đến. Thì ra còn có một cái mắm là khi bạn có chó có mèo, khoảng có một bên phải để cho người vợ hay là người con người ra đón. Đúng rồi. Vậy thì anh John ơi, trong cuộc sống như thế, bận rộn như thế, chúng ta có nên nghĩ rằng là về vấn đề mà gọi là để dành tiền về hưu không? Đương nhiên, tại vì cái statistic ở Mỹ này là có thể là gần 90% người lúc mà người ta về hưu là không có đủ tiền để sống cho tới mà gọi là đủ mà dư dải để sống cho tới chết, thì là cái đó là cái statistic. Thì mình cũng biết cái
cái đó, cái số đó thì mình cũng cố gắng là mình làm sao mình không phải là như mấy người như vậy lúc mà mình về hưu. Thì cái đó là cái lo lắng rất là lớn. Đúng rồi, thì thành ra là chúng ta làm gì thì làm, chúng ta cũng phải trích tiền của mình ra để mà phòng hờ cho sau này. Tại vì người ta nói rằng là khi về tuổi càng già, người già người ta thích tiền lắm, thích có một cái gì feel skill á. Nhưng mà khi tuổi trẻ mình ham vui quá nhưng mà trẻ mình ham vui quá, mình hay vô bổ vào những cái mà nó phí đi, đúng không? Hoặc là mình bỏ những cái giờ mà gọi là nó không có đáng. Vậy thì Ashley ơi, vậy thì điều ước muốn của bạn trong năm 2020 là gì? Ước muốn của Ashley duy nhất á, có hai điều. Thứ nhất á, là sức khỏe thật là tốt. Tại vì khi mình sức khỏe là tốt thì mình bước vô làm, cái ngày của mình nó rất là productive, coi như là nó hăng say, coi như là sức khỏe là vàng. Rồi thứ nhì á, là nhiều tiền, ấy là nhiều tiền. Ý là được tăng chức, tăng lương. À, cái câu cũng là nhiều tiền. Thì khi mà mình được tăng chức phải không, thì phải là tăng lương thì được nhiều tiền thì gia đình mình cũng được dắt con cái đi chơi nè, thì thoải mái hơn, thoải mái hạnh phúc. Người ta nói là khi ta mệt, khi ta cực, khi ta khổ nhưng mà có tiền vẫn sướng hơn. Thì Kim Trang nói anh cho anh, vậy ước muốn của anh là gì trong năm 2020? Trang vẫn là muốn tiếp tục cái goal như là về sức khỏe, thì mình cũng muốn là giữ gìn sức khỏe cho nó tốt, rất là tốt, để cho mình có tinh thần, mình có sức để lo cho gia đình, lo cho cho mình. Đó là cũng rất là quan trọng. Với lại và mọi sự tốt đẹp với mọi người xung quanh, gia đình, anh em với bạn thì mình cũng muốn là cái relationship nó tốt trong năm 2020. Chuyện thường ngày là thế đó, tất cả khán giả thân mến, và riêng mỗi chúng ta cũng thế. Mỗi ngày khi sáng sớm thức dậy với ly cà phê, hoặc chưa kịp một ly cà phê thôi, thì chúng ta cũng muốn rằng là cái thời giờ của mình nó được thêm hơn để mà khỏi có sự vội vã. Chúng ta cứ sống chậm một chút ha. Sống chậm. Tại vì quả lắc nó đi đều, ta cũng vội vàng quá, đôi lúc một chút xíu vội nó cũng làm cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy không có được thoải mái. Và những ước muốn gì của bạn, bạn hãy cứ việc làm. Ví dụ bạn đi làm, bạn có mang cơm theo đó, nhưng mà bạn thèm một cái gì ở bên ngoài, bạn cứ tự nhiên. Tại sao? Là tại vì sometimes mình lo lắng quá, mình tiết kiệm quá, rồi khi mình ăn một cái gì đó mình thèm rồi mình không được, trong sở làm nó lại có nhiều cái sự phức tạp là của người làm với nhân viên, thì nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi ngột ngạt trong một cuộc sống. Thành ra chúng ta cũng phải balance, phải không anh? Anh thì có một cái thói quen là trong lúc mình làm việc á, thì mình thỉnh thoảng mình ngưng một chút, mình tập cái hơi thở của mình. Đúng. Tại vì cái hơi thở nó giúp cho mình tập trung lại cái hiện tại của mình. Đó là cái cách hay nhất và mình biết là mình vẫn còn sống. Có một cái ông mailman, ổng tới, ổng đưa thư hoài à. Ổng nói mày trên là Kim Trang Show phải không? Mà ổng là người Mỹ. This is serious, yeah. Mày coi là Kim Trang Show hả? Nói yes. Trời, tao coi tụi mày thường xuyên á, tao theo dõi đó. Nghe mày có hiểu gì không đấy không? Không hiểu gì hết, chỉ thấy mấy khuôn mặt dễ thương. Ông không cần hiểu, ông nhìn thấy khi là ông hạnh phúc. Tại vì ổng biết mặt Ashley, hiểu không? Vậy là Kim Trang Show là cũng rất là vui khi có các bạn ngồi đây, và Kim Trang sẽ trở lại với khán giả sau các nhà bảo trợ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Kim Trang trở lại với khán giả của đài 57.11 và vẫn tiếp tục đề tài chuyện thường ngày. Vậy thì chúng ta được biết rằng là cuộc sống của mình có những cái chúng ta rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Mỗi ngày đi làm, có công ăn, việc làm, có vợ đẹp, con ngoan. Vậy thì anh John ơi, điều gì làm cho anh trong cuộc sống lo lắng nhất? Làm gì?
cái gì nó làm cho anh worry nhất? Worry nhất là cũng là sức khỏe bệnh hoạn, rồi cũng là một cái chuyện gì xui mà có thể xảy ra cho thương mại mình, cho cái công việc làm của mình. Thì đầu mấy năm, cái đó thì mình cũng đầu lo, anh cho suy nghĩ chuyện đó rồi. Yeah. Thì chẳng hạn như là business down hay là gì đó, mình phải lo lắng. Yeah. Nhưng mà ngoài ra mình cũng không, thực ra Trang cũng giữ cái positive attitude là đừng có lo too much, là over worry. Yeah. Thì mình cũng mình phải giữ cái positive. Yeah. Đúng rồi, vậy còn Ashley làm gì? Điều gì làm cho Ashley cảm thấy hạnh phúc nhất? Đừng nói tiền nữa nha. ngoài tiền. Ashley cho ít khi nào nói tới tình cảm lắm. Xe, tiền, đồ ăn ngon, sướng như sợ luôn. Điều làm cho Ashley hạnh phúc nhất là khi mà Ashley biết con cái của Ashley lúc nào cũng vâng lời, học hành giỏi. Cái đó lúc nào cũng làm cho Ashley, tại vì nhiều khi bây giờ Ashley hay worry lắm, nhiều khi hỏi học giờ con học sao rồi, nó không nói, nó nói okay. Vậy đó, mình muốn là như nào lúc nào nó cũng vâng lời mình, học hành giỏi, cái đó là điều Ashley thật là hạnh phúc nhất. Đúng rồi, cuộc sống mà khi mà con cái mà được hạnh phúc, mà được thấy được cái sự quan tâm của mẹ thì bao giờ nó cũng cảm thấy yên tâm, học hành chăm ngoan, và nó cảm giác là ở đâu cũng có cha và mẹ bên cạnh. Vậy thì đối với anh, với con người của mình, thức ăn nó có quan trọng trong đời sống của mình không? Tại vì anh John nói là cần sức khỏe, đúng không? Và cả Ashley nữa. Vậy thì cái thức ăn nó cũng có là một cái yếu tố để đúng chúng rồi. Ta phải dè chừng yes. không? Ngày nay con người mình ý thức được là những cái đồ ăn rất là quan trọng. Ngoài vấn đề tập thể thao, ngoài những cái vấn đề mà mình giữ sức khỏe, những gì mình ăn vào mình phải để ý. Thành ra cái phong trào ăn chay, phong trào rất là ăn uống, người ta nói là đồ ăn giống như là thuốc uống, thuốc hết vậy, rất là quan trọng. Thành ra tới tuổi nào đó, chắc tới tuổi cho anh như luận, dạ, chắc mình bắt đầu mình phải để ý đồ ăn, da đồ ăn. And bây giờ it's more trendy. Yeah. Thí dụ mình có thể dư giả một chút đó, thì mình ăn đồ organic không anh? Coi như là mình ăn đồ tốt không đó thì sức khỏe của anh nó lại càng tốt hơn. Nhưng mà không nhất thiết là organic, tại vì organic mình cũng phải tìm hiểu organic là như thế này. Ngày nay thí dụ mostly like milk hay là mấy cái dairy hay là mấy cái rau cải mình nên ăn organic. Người ta nói như vậy. Với lại cũng là bớt mấy cái chất giống như là muối hay là dầu hay là đường. Cái Trang biết không, hồi xưa lúc mà anh làm business á thì vừa ăn vừa làm, cái đó không tốt. Thành ra cái vấn đề ăn uống mình cũng phải tập trung là mình ngồi ăn thôi. Chứ mình đừng có ngồi ăn mà mình ngồi coi TV hay là mình nhưng mà coi chương trình Kim Cha Show thì ok. hay quá tại vì có nhiều người nói lên Kim Cha Show nó cực lắm, mà đây là Kim Cha Show với bạn bè lên, trời ơi rất là thích. Tại vì cái thứ nhất mình được gặp nhau, cái thứ hai mình được tản mạn, cái thứ ba mình cũng được mặc đẹp để hầu chuyện cùng khán giả và kể cho nhau nghe chuyện trong ngày. Vậy thì cuộc sống bây giờ cũng rất là không có đơn giản như hồi xưa, bệnh tật khắp nơi, nhất là một cái bệnh mà mọi người đang nóng hổi xôn xao và bàn tán, đó là cái bệnh mà gọi là virus corona. Người ta nói rằng quý vị phải tránh đi nơi nào mà có tên corona, uống cái gì mà có tên corona, tránh chỗ nào đông đúc thôi. Có nhiều người nghĩ là phải uống Heineken. Thì Kim Trang thấy rằng là cái chuyện bệnh tật đó thì bây giờ nó phát hiện là lây người sang người, kể cả ở trong tù luôn. Ở trong tù một trại giam á, trong tù sao nó lây được Kim Trang? Thì tại vì cái người đó, người tù mới đến từ chuyển từ Thái Lan. Người tù mới bị chuyển từ Thái Lan đi vô trong đó thì thật ra họ nói là cũng bị lây luôn. Và anh nói thì cái con số bây giờ nó là bao nhiêu rồi nhỉ? Anh có cái app bấm ra. Anh coi cái app con số là bây giờ nó là bao nhiêu người chết nhỉ? Cái số mà người bệnh mà coi như là đang bị bệnh trên thế giới là 60.000 người 059, rất là nhanh. Rất là nhanh mỗi ngày. Mà số người chết là 1.357. Wow. Mà hiện tại là bên China bên Mỹ mình thì
khoảng chừng 15 cây. Dạ. Là bị nhiễm hả anh? 13 hay 15 cây gì xin lỗi. Okay. Thì nhưng mà chưa ai bị gì hết. Okay. Chưa ai bị mất hết. Cái bệnh nó rất là nhanh ha. Ừ. Ngày chết là cứ như mỗi ngày nó cứ tăng lên giống như đi chơi stock vậy đó, nó up and down, up and down. Nó up thôi chứ nó không có down nữa chứ. Nó tại sofa vì, nó up, nó up thôi chứ nó không có cái người ra thì bây giờ cha muốn hỏi nước nào cũng có hết. Hồng Kông là 49 người. Nghe nói là bây giờ Việt Nam chuyển tới. À, nếu mà nói Việt Nam thì Việt Nam hiện giờ là 15 confirm case, chắc là 15 người bị nhiễm trùng. Nhưng mà chưa có ai chết hết. Thành ra là cũng là bây là chỉ có Trung Quốc là bị Trung Quốc nặng nhất, nhiều nặng nhất, tại vì nó xác suất tử. Bây giờ nghe nói là từ cả nhà cửa với cả những cái phố xá họ đóng hết, rồi những người ta ngưng đi du lịch ở Trung Quốc hết. Ờ đúng rồi. Cũng rất là thương. Nó giống như trong phim ha. Mình nhìn mình thấy cả thành phố không có ai hết. Chắc bắt buộc bây giờ mấy cái airline nó shut down hết rồi hả anh? Hay là sao? Tại vì nó ground. Nó đâu có cho nó nữa. Nó không có cho chuyến từ tỉnh này tỉnh kia. Nó không cho từ China qua bên mình nữa. Bởi thế cuộc sống ngắn ngủi lắm. Nhất là bây giờ cái bệnh tật như thế, chúng ta phải cần điều gì nhất nè? Cần bảo hiểm nhân thọ nè. Quý vị hãy gọi cho Kim Trang với bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì không phải bệnh này thôi, quý vị hãy làm cho ta có một cuộc sống thật là yên tâm. Con người của chúng ta đôi lúc mình làm việc mình quên về cái bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì cái bảo hiểm nhân thọ đó là một cái đầu tư tốt nhất cho tài sản của mình, cho con cái của mình. Mình chỉ bỏ ra một số tiền rất rất là nhỏ, nhưng mà mình đánh đổi lại một số tiền rất là lớn, có thể từ 300.000 cho tới 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, tùy theo cái khả năng của bạn. Nếu mà chúng ta chỉ có chất chiêu không thôi để đền một số tiền nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì đến lúc chết đi có người góp cả đời chỉ được mấy chục ngàn, trăm ngàn, xong nó chia ra nhiều lúc cũng không có đủ tiền để ma chay. Nhưng trong khi đó chúng ta chỉ bỏ ra một số tiền rất là nhỏ như một tô phở hay là một cái áo đẹp hay là một cuộc party, một cái nhậu, thì chúng ta có được một số tiền bảo vệ cho chính mình. Và cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó rất là hay. Nó chỉ 3 ngày, 1 tới 3 ngày nó approve liền nếu mà bạn có sức khỏe tốt. Vậy. Và cái nữa là bạn có thể dùng cái số tiền mà bạn mua, ví dụ nó cover cho bạn 500 ngàn hay 1 triệu khi mà bạn bệnh tật hay là bạn bị bệnh cancer hay là không làm việc được, thì họ sẽ trích ra 80% của cái số tiền đó để cho mình dùng, để dùng cho trong lúc mình trong lúc mình bệnh mình xài, chứ mình nó không ảnh hưởng đến tài sản của mình, nó không có ảnh hưởng cái sự phiền phức của mọi người xung quanh. Còn mình không thích lấy thì cái số tiền nó vẫn để cho con cho cháu mình được. Thì quý vị đừng ngại ngùng, hãy gọi cho Kim Trang. Kim Trang có 2 chi nhánh văn phòng bảo hiểm, một là ở Ontario và thứ hai là ở Garden Grove. Quý vị cứ gọi cái số phone của Kim Trang hoặc là text với số phone là 909-910-5725, 909-910-5725. Kim Trang sẽ hướng dẫn cho quý vị mua bảo hiểm với giá tốt, hãng tốt và hợp với túi tiền của vị. Cảm ơn quý vị đang theo dõi và Kim Trang sẽ trở lại với quý vị sau các nhà bảo trợ. Vâng, Kim Trang Show lại trở lại với tất cả khán giả của đài SET 57.11 và tiếp tục với đề tài thời sự nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quý vị thân mến, bây giờ là năm bầu cử phải không? Mọi người rất là xôn xao. Cái điểm đầu tiên là chúng ta mừng cho Tổng thống Trump đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Trời ơi, tốt bao nhiêu giấy mực, chẳng ra gì cả, rồi cũng chẳng có rồi đến lúc rồi Trump cũng thắng. Hình như nhờ mình bình luận hot trên TV quá. Cái đó là một cái điểm là người fan của Tổng thống Trump là rất là vui mừng. Tại vì cái đó cũng mang lại một cái không khí để cho mọi người thở được, để cho Tổng thống tiếp tục cái cuộc chạy
đua của mình vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới. Và cái vấn đề rằng là cái sự đối đầu của Tổng thống Trump bây giờ thì có Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Peter Buttigieg, tức là hai người này đang dẫn đầu của nhóm Dân Chủ để mà đấu với Tổng thống Trump. Vậy thì bạn nghĩ sao về hai người này? Nhất là nhiều cho anh John. anh John đang bàn luận nè. Theo tin tức thì là vừa mới xong là New Hampshire primary thì Bernie Sanders được lấy tiểu bang New Hampshire, thắng tiểu bang đó. Thì bây giờ đây sẽ đi tới Nevada và South Carolina cho cái primary. Thì hai tiểu bang này nó là hai cái nơi khác nhau, một là miền Nam với miền Tây. Nhưng mà bây giờ cái tổng số phiếu làm sao rồi anh John? Tổng số phiếu thì chắc là hiện tại bây giờ là Pete Buttigieg đang đứng đầu với hầu như là 23 cái phiếu delegate. Ôi trời ơi, Sanders là 2. Bây giờ cha nghe nói là ông ta hình như có chồng đúng không? ông Pete đó hả? Ông Pete có chồng, nghĩa là Kim Trang nói vậy có ý gì? Không biết nếu mà ông được làm tổng thống thì nước Mỹ thì sao ta? Anh luận nghĩ sao? Theo anh nghĩ thì đối với anh tới tuổi này thì mỗi một ngày mình nhìn những cái mới lạ. Khả năng nếu mà chuyện đó có xảy ra thì đó cũng là một cái chuyện mà bình thường, từ từ mình sẽ làm quen. Mình đang sống ở xứ Mỹ này thì là tự do. Đúng vậy. Và mình phải có một cái open mind. Khả năng nhưng mà cái chuyện mà mình bầu cho ông ứng cử viên này không phải vì vấn đề đó. Mà mình hy vọng là những người bầu cử ông cũng không có nhắm vào vấn đề đó, mà mình phải nhắm vào những gì ông có thể làm được cho tất cả người Mỹ. Rất là bình quyền. Ông có là người gọi là gì, đồng tình luyến ái phải không, hay là một cái gì đó nhưng mà người ta gọi là gay. Thì Trang cũng thấy nó cũng hơi lạ, chỉ có điều Trang sợ hai người đứng lên, hai người đàn ông hôn nhau nó cũng có một cái gì đó. Đúng vậy, thì theo Ashley nghĩ là tại vì mình cũng là một cái role rất là quan trọng cho mình, biểu hiện cho tất nguyên một toàn nước Mỹ. Thì cái đó cũng là rất quan trọng, ảnh hưởng tới cái... Có một điều anh chú ý là mình đang ở xứ Hollywood này nha. Mỗi lần họ làm phim á, họ hay làm trước lắm. Không biết là mình có cái phim nào giống như vậy chưa? Tại vì hồi xưa trước khi ông Tổng thống Obama được nhiệm kỳ á, thì đã có những cái phim chiếu là Tổng thống là người Mỹ đen, đúng không? Sau này cái chuyện đó là trở bình thường. Sau này nó chiếu người Tổng thống là người phụ nữ, nhưng mà chuyện nó chưa xảy ra. Nhưng mà còn cái đề tài này á, thì tức là cái gì cũng có thể thay ra ở trên nước Mỹ này. Chắc là ra trước, chắc là mình nên viết một cái script mà mình gửi lên. Lần sau đừng có nghĩ cái gì ra trước, tại vì khi nghĩ ra nó có thể nó xảy ra. Không, thì đó là Hollywood là vậy đấy. Nó đưa cái trí tưởng tượng của con người thành sự thật. Mà nó giúp cho con người mình chuẩn bị sẵn, prepare những cái chuyện đó có thể xảy ra. Ngày xưa cái thời mà lúc mà mình nhỏ, mình nghĩ là một vị tổng thống Mỹ đen, chuyện đó mình không nghĩ đến. Đúng vậy. Một ngày nào đó có một người Việt Nam làm tổng thống thì các bạn nghĩ sao? Đúng không? Tuyệt vời. Tại vì cho nghĩ rằng là hay nếu là tốt mà người Việt nước Nam. Mỹ mà cho chúng ta cơ hội được làm tổng thống, why not? Tại vì họ cũng được con em rồi, mình kiến thức lên con cho mình lớn lên ở đây. Kiến thức của mình, cái hiểu biết của mình. Có đôi lúc Trang không những nghĩ là làm tổng thống bình thường thôi, mà còn sẽ là một tổng thống rất là giỏi. Trang sẽ rất là muốn cái ngày đã xảy ra cho nước Việt Nam của mình. Vậy thì mọi người nghĩ rằng là Trump có thể thắng cử được đợt này không? Thì hiện tại bây giờ thì là đảng Dân Chủ được chiếm 58% thôi mà. Không, đảng Dân Chủ đang bị thua về cái chuyện mà chuyện impeachment thì cũng là một cái setback cho đảng Dân Chủ. Theo John thì là cái candidate bây giờ thì cái polling thì thấy là yếu hơn là bên đảng Cộng Hòa, nhưng mà có thể cái chuyện nó có thể thay đổi. Theo luận lý là bên đảng nào cũng có người ủng hộ hết. Cái vấn đề quan trọng là họ làm sao họ thuyết phục cái ngày bầu cử cái nhóm nào đi ra đông
thì yeah. John mới có cơ hội sẽ thắng nhiều nhiều hơn. Thành ra nó rất là quan trọng. Yeah. Mà để họ đi ra, mình phải làm sao để cho họ motivate, làm sao để họ họ cảm thấy là những gì họ đi đi bầu cử cho mình, mình sẽ là người đại diện cho họ. Yeah. Còn nếu không thì trung bình bình thường là một vị tổng thống đương kỳ thường thường sẽ là người tiếp tục. Yeah. Người dân họ 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 nice, họ muốn người này tiếp tục đi cũng mà... cũng cũng tùy trường yeah. hợp anh cũng tùy yeah. nhiều cũng được nhiệm hai kỳ, nhiều người rất là nhiều có một kỳ, hai kỳ nha, cái chuyện mà một kỳ hơi hiếm nhưng mà phần nhiều các vị tổng thống đều được hai kỳ hết. Yeah, cái với nước Mỹ này bây giờ là cái quan trọng là mấy cái swing state và người independent voter, giống như người vote mà người ta là tự người ta đứng ở giữa đó, independent thì, thì quan trọng là lấy cái mấy cái tiểu bang và swing state nữa. Em, bây giờ là ứng cử nó rất là quan trọng. Theo em nghĩ nếu mà Donald Trump mà không có bị cái impeachment đó, là for sure là he get cái nhiệm kỳ thứ nhì luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì bị cái impeachment này chắc hơi khó khăn. Chắc là nghĩ khác, có khi chính nhờ cái này he lại có cơ hội thắng đợt hai. Bởi vì cái mà để vượt qua những cái này, dân chúng nhìn thấy hơn về vấn đề là họ làm cái gì sai. Tại sao mà họ lại đi làm cái chuyện mà gọi là không có bằng chứng rồi lại lôi ra tòa để mà luận tội của tổng thống. Bây giờ tổng thống thắng rồi thì cái cơ hội của Hiên Trang nghĩ sẽ thắng nhiều hơn. Cái đúng lý không? Do mà tốt cho ông Trump là kinh tế vẫn còn rất là tốt và vững mạnh. Dạ, kinh tế vẫn mạnh. Và ông đã làm được những cái kỳ tích mà gọi là hiếm có người nào làm được. Lý do gì mà phải bầu cho người khác đúng nếu vậy. Mà ông Trump đang giữ cái kinh tế vững mạnh. Thì thật ra ông Donald Trump cũng là businessman. Thì người businessman đó, họ đã quen đối phó những cái lúc khó khăn, giống như là John vừa nói, John cũng gặp nhiều cái khó khăn. Cái người tài năng đó, thì họ biết cách họ trong cái xui họ đổi thành một cái hên, một cái may. Cái điều đó thì mình cũng nên chú ý trong cuộc đời của mình. Đôi khi nó có những chuyện xảy ra, nó không nghĩa là chưa hẳn là xui đâu. Có thể là nó là một cơ hội, nhưng mà mình phải biết đó là một cơ hội thì mình mới nắm được cái đó. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta đã một có chút xíu luận về vấn đề đó rồi. Bây giờ chúng ta sang một vấn đề thời sự khác, là cái luật mới sẽ được áp dụng kể từ đầu năm tới. Là năm nay là tháng Giêng nè. Mọi người làm việc trong cơ sở, mọi thương vụ đều được coi là công nhân, chứ không được tư nhân độc lập. Giống như nhật báo The New York Times viết, kể từ nay những người lái taxi, giao đồ ăn, lao công, thợ neo, công nhân xây cất, franchise owner đều có được hưởng quy chế công nhân là employee. Thì bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cái này chắc là anh cho anh cái này thì có thể là nói về cộng đồng Việt Nam thì có thể ảnh hưởng nhiều, tại vì người Việt Nam mình hiện tại đang ở trong cái thị trường ngành neo á, thì nó cũng có thể ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam gặp nhiều khó khăn với một cái challenge, tại vì phải là bây giờ phải khai nhiều tiệm, phải khai là người làm việc cho mình là mình phải trả W-2 chứ không có dễ dàng mà khai 1099 được. Thành ra mình thấy rất là nhiều thợ neo bây giờ rất là than, tại vì nó là tiệm bây giờ khó quá, tiền bạc phải bỏ ra quá, chắc phải đóng cửa thôi. Rồi Trang thấy cả những thợ neo bây giờ cũng rất là, đôi lúc làm cho chủ rất là mệt, hay kiện tụng, hay tố tụng về giờ giấc. Chính vì những điều đó mà bây giờ mới xảy ra những cái chuyện mà gọi là bây giờ có những cái luật này xảy ra. Trang không biết họ phải đối xử như thế nào, nhưng mà Trang nghĩ rằng là chắc từ từ họ cũng phải adjust và quen dần với cái luật này thôi. Đúng rồi, thì trước sau thì họ cũng phải áp dụng cái luật này biến để trong cái biến, trong biến cái xui thành cái hên đi, biết đâu giờ giấc người ta đi làm việc nhưng nó mà đúng có nhiều giờ hơn. Anh chưa nói hết là có nhiều cái xui không có biến được gì hết đó, nó là xui. Thế Trang nghĩ đôi lúc như thợ neo người ta đi làm cực quá, từ 9 giờ sáng nhiều lúc 9-10 giờ tối, hoặc là tới 7-8 giờ tối, một giờ của họ tới 10-12 tiếng, nó quá dài. Cái luật này biết đâu làm cho cái cuộc sống của họ bắt buộc phải thu ngắn lại, thì họ có cuộc sống với gia đình nó tốt hơn. Nhưng mà nhiều hãng, nhiều loại business nó cũng đang muốn appeal lại cái luật này, cũng tới Sacramento để xin để đổi cái luật này một chút. Thật ra đối với người Việt Nam mình, cái ngành neo rất là quan trọng, nó giúp cho
cộng đồng của mình từ xưa giờ lớn lớn mạnh, nhiều gia đình cho con em đi học này học kia, đó là từ cái ngành nail. Khả năng nếu bây giờ nó ảnh hưởng tới ngành nail thì cũng hy vọng là những cái vị trong ngành nail họ biết cách để mà làm sao, một là cũng lên Sacramento để mà cần sửa đổi cái gì đó thì cũng lên tiếng nói. Khả năng cái tiếng nói của người Việt Nam mình ở cộng đồng rất là quan trọng, thì cũng hy vọng là cộng đồng Việt Nam mình ở đây biết cách dùng cái tiếng nói đó, thay vì mình dùng cái tiếng nói vào những cái chuyện khác, mà mình nên dùng cái tiếng nói để mà mình giúp cho cái ngành của mình. Vâng, Kim Trang cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi The Kim Trang Show. Kim Trang sẽ trở lại với tất cả khán giả trong dịp tới. Cảm ơn mọi người đang theo dõi. Bye bye. Xin chào. Xin chào.